Hello, hello các bạn. Xin chào các bạn. Nè nhà các bạn ơi. Nè mình giới thiệu cho bạn vườn cây đại phú gia. Cái tên là cây đại phú gia. Vì đây, cây đại phú gia đây nha. Đó, các bạn thấy không? Nhà mình thì cái trồng cái đại phú thôi. Cây đại phú gia này thì mấy bạn biết á. Chiều cao nó khoảng vuốt lá khoảng 8 tấc đến 1 mét cây này á. Thì chúng ta sẽ mua một cái chậu màu trắng đó, chậu ly, chúng ta vô xong rồi á, chúng ta sẽ rải một lớp sỏi màu trắng lên để trước cửa nhà, công ty, cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, rất là may mắn các bạn. Đại phú đại quý nha các bạn, tài lộc đất tài đất lộc. Thì các bạn coi, mình cho các bạn coi cận cảnh này, đây là cái đại phú gia các bạn đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều các bạn ơi, vườn mình trồng cây đại phú rất nhiều để bán cho các thực khách đó, và bán cho lái, cho mối nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cây đại phú gia của Hùng Thi Hoa Kiển. Các bạn nhớ thấy kênh này hay, nhớ bấm vào nút subscribe theo dõi ha, bấm vào cái chuông để biết được những cái video mới nhất. Đây là cái loại lớn nha các bạn. Lọ này lọ lớn nè, các bạn thấy không? À, đây là đại phú gia lọ lớn. Lọ này thì mất tiền hơn tí xíu, hai cái cây nó cao khoảng mét ngoài các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn, các bạn thấy không? À, yeah. Rất là nhiều, các bạn thấy không? Đó, mình trồng đại phú không các bạn ơi? Nhiều lắm, mình có hai ba vườn trồng đại phú không à, chỉ là đại phú không thôi đó. Các bạn thấy kênh này hay, nhớ bấm đăng ký cho Hùng và bấm nút chia sẻ cái này để biết được những cái kênh mới nhất của Hùng Thi. Đây là vườn của Hùng Thi, mình trồng nhiều thứ lắm các bạn ơi. Rồi các bạn nhớ thấy kênh này hay, nhớ bấm vào đăng ký màu đỏ đó, ủng hộ kênh mình bán hoa kiển nha các bạn, bán hoa kiển, mua bán hoa kiển, cỏ thảm, cây công trình các loại đó, rất là nhiều các bạn thấy không? Đại phú đại quý đó. Cây đại phú gia các bạn ơi, mua về trưng rất là đẹp, ai mua mình ship luôn. Hotline 0918708965 nha các bạn, quá đẹp các bạn ơi. Cây đại phú gia mình trồng rất là nhiều, các bạn thấy không? À, và rất là nhiều cây nữa chứ không phải nó không đâu, nhiều loại cây lắm các bạn ơi. Rồi hãy liên hệ Hùng Thi 0918708965 nha, các bạn thấy không? Mình trồng đủ thứ cây hết chứ đâu phải đại phú không, vườn nhiều lắm, gia đình mình cả mười mấy vườn lắm. Cây này cây dữ luôn các bạn, cây này là cây ráng tiền nha các bạn. Thật ra gọi là ráng thần tài đó. Quá đẹp rồi. Mình có cái lô này rất là hiếm, chỉ có 10 cây thôi. Ai mua inbox cho Hùng Thi. Cây này rất là hiếm, lông lá không có nhiều nha các bạn. Hàng độc, hàng quý hiếm các bạn thấy không? Muốn sở hữu được cây này là chỉ có Hùng có thôi. Đó. Rồi, các bạn hãy liên hệ Hùng Thi 0918708965 nha. Bye bye các bạn.